diễn viên Hàn 2023 nhìn mặt đố đoán ra tuổi thật. Han Hyo Chu, cô Jun Cheung chênh nhau có 9 tuổi lại vào vai mẹ chồng, nàng dâu. 안녕하세요. 누구? 봉석이 친구예요. 우리 봉석 친구예요. 여잔데? 친구인데 여자예요. 예쁜데? 감사합니다. 아, 반가워요. 고맙습니다. 아니, 나는 이 봉석이 누나 같지만 엄마야. 저 제목으로 있어요. Mắt gơ cô hiên trưng, dơm hê ran chênh nhau 5 tuổi mà nó lạ lắm. Đoán thử xem ai là chị, ai là em nào? Các diễn viên luôn biến hóa liên tục, thay đổi hình tượng không giới hạn, nên có đôi khi khán giả cũng quên luôn đi tuổi thật của họ. Và ở làng giải trí thì không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được, vì có những diễn viên mặt và tuổi gần như không ăn khớp nhau chút nào. Dàn cast Matger. Nhìn dàn nữ chính của Matger gồm Lee Han Bin, Nana, Ko Hyun Jung và Jeom Hae Jan, chắc hẳn chẳng mấy khán giả đoán được đúng tuổi thật của họ ngoài đời đâu. Với ngoại hình chững chạc, có đôi chút đứng tuổi, khi đứng cạnh Nana, trông Lee Han Bin như lớn hơn 3, 4 tuổi, nhưng sự thật là cô nàng sinh năm 1992, còn thua Nana sinh năm 1991 một tuổi đấy. Thường thì các ngôi sao đều cố gắng hết sức để bảo dưỡng nhan sắc, nên đương nhiên trông Nana phải trẻ hơn tuổi thật rồi, nói là như cô gái đôi mươi cũng đúng. Còn Lee Han Bin thì có lẽ vì cô nàng mới ra mắt, chưa kịp dùng tinh lực và tiền để đổi ra nhan sắc, lại đang đảm nhận vai Kim Mommy lúc xuề xòa, mệt mỏi nhất nên trông đứng tuổi cũng không lạ. Đến trường hợp của Ko Hyun Jung và Jeom Hae Ran mới gọi là chẳng ai ngờ tới. Nhiều người xem phim sẽ cảm thấy Jeom Hae Ran hẳn là phải thuộc hàng U60 trở lên, thì đúng mà, chị đóng vai người già rõ ràng. Nhưng thật ra Jeom Hae Ran mới 47 tuổi mà thôi, so ra chị còn thua người đóng vai thế hệ con cháu trong phim là Ko Hyun Jung tận 5 tuổi đấy, bất ngờ quá phải không nào? Mẹ chồng, nàng dâu tương lai của Moving. Người ta đóng phim toàn lựa chọn vai diễn khoe sự trẻ trung phơi phới, còn Han Hyo Chu thì lại già hóa bản thân vào vai một bà mẹ ngoài 40 tên Mi Hyun trong bộ phim Moving. Dù đã được hóa trang già đi, diễn xuất của Han Hyo Chu cũng rất hợp, nhưng khán giả vẫn cảm thấy cô trẻ măng, không giống người đã tới tuổi trung niên, lại còn có đứa con trai đang học trung học phổ thông chút nào. Mà cũng phải thôi, vì Han Hyo Chu vốn nổi tiếng là trẻ hơn tuổi thật mà, nhìn những hình ảnh đời thường, ai mà nghĩ năm nay cô đã 36 tuổi rồi đâu. Vào vai con dâu tương lai của Han Hyo Chu trong Moving chính là cô Jun Cheung. Với tạo hình tóc dài cột đuôi ngựa để mái thưa, trông cô Jun Cheung rất chuẩn dáng nữ sinh trung học nha. Không tìm hiểu kỹ sâu hơn chắc ai cũng tưởng nữ diễn viên mới 18, đôi mươi đấy, nhưng mà người ta sinh năm 1996, nay đã 27 tuổi rồi nha. Cái vi bờ thanh xuân ngập tràn, nhan sắc hoàn hảo và diễn xuất có màu nữa, quá dễ hiểu vì sao người ta xếp cô Jun Cheung vào hàng nữ thần làng phim tương lai. An Eun Jin. An Eun Jin năm nay đã 32 tuổi mà có gương mặt mang dáng dấp tân binh mãi thôi, dù cô nàng đóng phim cũng 5 năm rồi, trước đó còn hoạt động bên nhạc kịch 7 năm nữa. Trong năm 2023 này, cô nàng có hai phim đã lên sóng là The Good, Bad, Mother và My Dear Dịch. Ở phim đầu tiên, An Eun Jin đóng cùng Lee Do Hyun, dù hơn người ta 4 tuổi nhưng lại trông nhỏ hơn cả anh chàng họ Lee. Đến My Dear Dịch, cô nàng tiếp tục cưa sừng thành cô tiểu thư tuổi đôi mươi vẫn không hề gượng chút nào. Khen An Eun Jin trẻ hơn tuổi thật là còn khiêm tốn đấy, phải nói rằng cô nàng có gương mặt trẻ thơ thì đúng hơn.